Xin chào các bạn, mình là Mi Bé và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Game On. Cũng giống như mọi lĩnh vực trong đời sống hàng ngày, thế giới game có ti tỉ những thuật ngữ chuyên ngành, ví dụ như là AAA, CC hay là AOE, vân vân và vân vân. Tất cả thường được dùng bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Do không phải tiếng mẹ đẻ nên việc một số bộ phận game thủ Việt dùng sai, hiểu sai và viết sai những thuật ngữ này đều rất bình thường và đang xảy ra với tần suất cao. Vậy thì trong video lần này, hãy cùng mình điểm qua và sửa lại những từ đã và vẫn đang bị vài cá nhân dùng chưa đúng nhé. Không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Ultimate hay gọi tắt là Ulti, để chỉ chiêu cuối của một nhân vật trong game. Đây là tuyệt chiêu được cho là có sức sát thương lớn nhất, mạnh nhất hoặc là một đòn buff hoặc hiệu ứng cực khủng. Mà khi tung ra thì người chơi nào cũng phải áp dụng 36 kế, nhịp chuồn vẫn là thượng sách. Thông thường trong một ván đấu, game thủ Việt sẽ viết tắt chữ Ultimate cho nhanh, ví dụ như là Ulti chẳng hạn. Nhưng viết đúng chính tả thì chẳng có gì để nói đâu. Một số bộ phận người chơi viết sai một cách ngây thơ và cứng đầu cho rằng mình đúng. Bất cứ ai chỉnh sửa đều sẽ nghe một bài văn tế dài dòng. Thông thường Ultimate sẽ bị viết tắt thành Anti, hay tệ hơn là Until. Viết thành Anti thì còn chấp nhận được, người ta không biết tiếng Anh, người ta viết tắt theo phiên âm tiếng Việt. Chứ cái kiểu đọc đòi dăm ba câu tiếng Anh xong viết tắt Until, chán không có từ nào để nói. GG được viết tắt từ Good Game. Trong những game online mang tính chất cạnh tranh, GG được sử dụng như một dấu hiệu của tinh thần thể thao lành mạnh và sự thừa nhận rằng bạn đã rất vui khi chiến đấu với đối thủ của mình. Đối với nhiều người chơi, gọi GG và thanh chat ở cuối mỗi trận đấu đã trở thành truyền thống, hay có thể gọi là thói quen khó bỏ. Nó tương tự như một cái bắt tay hoặc cái ôm khi kết thúc một sự kiện thể thao trực tiếp. Từ GG có khá nhiều biến thể, trong số đó được sử dụng nhiều nhất là GGWP, có nghĩa là Good Game Well Play. Một biến thể khác của GG là GG Easy. GG Easy thường được sử dụng một cách mỉa mai hơn bởi cả đội thắng và thua. Khi được sử dụng bởi đội chiến thắng, nó thường được kết thúc một trận đấu dài và khó khăn. Khi được sử dụng bởi bên thua, nó thường được sử dụng sau một trận đấu căng thẳng để gián tiếp khen ngợi những người chiến thắng. Định nghĩa là vậy, thế nhưng khá nhiều game thủ Việt Nam cho đến nay vẫn không thực sự hiểu chính xác nghĩa vụ từ này. Thông thường, GG sẽ được spam sau mỗi trận đấu. Điều này vô hình chung khiến mọi người tưởng nhầm GG nghĩa là đầu hàng hoặc là bỏ cuộc. Trong khi đó, thuật ngữ chính xác cho việc này đó là lệnh FF. Cũng có nhiều trường hợp GG không phải để viết tắt cho Good Game. Thuật ngữ mới của dân Việt nghe nó dân dã hơn, có nghĩa là gãy gánh. Hay khi tinh địch gáy bẩn bị thua ngược thì bạn có thể bật chat o GG bằng cái gì? Skill hay Abilities có thể hiểu đơn giản là kỹ năng đặc biệt của một nhân vật nào đó. Đây là thuật ngữ được sử dụng rất nhiều trong các tựa game MOBA như Dota 2 hay LOL. Thực chất, game thủ nước ngoài ưa chuộng dùng Abilities để chỉ kỹ năng của tướng hơn. Skill có vẻ như được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam do nó ngắn, dễ đọc, dễ nhớ. Bất cứ ai có vốn tiếng Anh căn bản có thể hiểu và biết dùng từ Skill. Trên lý thuyết là thế, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đấy, một số bộ phận game thủ Việt vẫn nhầm được Skill và Skin. Nhầm lẫn ngốc nghếch này đa số xảy ra ở các game thủ Liên Minh Huyền Thoại, vì bên phía già làng Dota, người chơi được tiếp xúc với giao diện tiếng Anh là chủ yếu. Mặc dù nhầm lẫn này là một sai lầm nho nhỏ không đáng nói, nhưng với một người chơi bị chú ý đến tiểu tiết như mình sẽ thấy khá khó chịu khi mà đồng đội cứ ngây thơ chat ầm ầm: Skin con này mạnh thế nhỉ? Skin mới đổi à? Vân vân và vân vân. Nói thật là hơi ức chế nhẹ. Team có nghĩa đồng đội, một nhóm người cùng hoạt động để đạt được mục đích chung. Teammate là những người đồng đội, đồng chí kề vai sát cánh bên nhau vượt qua team địch với con Rengar 10-0 hay là gánh nặng trên vai con Yasuo 0-20 team mình. Đây là thuật ngữ vô cùng dễ hiểu, được sử dụng rộng rãi không chỉ trong game mà cả trong cuộc sống hàng ngày. Vì đi đâu, làm gì bạn vẫn cần một team để hỗ trợ. Về cơ bản trên lý thuyết cũng chỉ có thế, đây cũng là từ ngắn không có khó khăn để nhớ hay mất thời gian để đánh máy hay gì. Vậy mà vẫn có một cơ số game thủ gõ team thành tem. Ok không sao, mình chịu được, có thể họ chỉ viết tắt cho nhanh, đọc vẫn đúng là được. Nhưng không, không gian yên bình nơi hàng nét tôi ngồi an vị vang lên những âm thanh thân thương. Tem ngu, tem đâu hết rồi, combat tổng tem ơi, tem là cái gì? Gank là thuật ngữ thường được sử dụng trong game. Gank là một trong những cụm từ được biết đến đầu tiên trong game Liên Minh Huyền Thoại khi nó bắt đầu du nhập vào Việt Nam. Gank là một hình thức, cũng là một nhiệm vụ của người chơi đi rừng trong tựa game này. Mục đích chính là giúp đỡ, hỗ trợ các đường, đường giữa, đường trên hoặc boss, hoặc tấn công vị trí nhất định nhằm lấy điểm hạ gục mang lại lợi thế đi đường. Một màn gank hoặc phản gank hiệu quả có thể đem lại rất nhiều lợi lộc cho lên được nhận gank, thậm chí là lợi thế cho cả team. Một thời người nữa sinh ra từ cộng đồng game thủ Việt Nam đó chính là gánh team. Cụm từ này mang ý nghĩa khi thành viên trong một team đủ mạnh để thể gồng gánh cả team trên vai để đi đến chiến thắng, và tỷ thắng thì cũng hề xui. Gank như game mở Việt là một lần nữa nhầm lẫn hai khái niệm này với nhau. Gank và gánh nghe phát âm gần giống nhau.
Vậy nên với những ai chưa được biết đến thuật ngữ này bằng tiếng Anh sẽ rất dễ lẫn hai khái niệm. Đây cũng là một nhầm lẫn dễ hiểu nên mình thường không quá trigger. Trong một trận đấu mình bị phân biệt được khi nào dừng muốn gánh hay là canh, nên là sẽ tạm cho qua. Lane là những đường chính trong một trò chơi nơi người chơi đến để chiến đấu. Đó thường là những con đường lớn hơn trên bản đồ, nơi các mục tiêu là trụ đứng và là nơi đám lính lâu la hành quân từ trong căn cứ. Đó là Crab trong Dota hay là lính cho Liên Minh Huyền Thoại và Smite. Đó cũng là những con đường nối hai căn cứ với nhau. Thuật ngữ này xuất hiện trong nhiều trò chơi MOBA. Trong trường hợp của Dota, Liên Minh Huyền Thoại thậm chí là Smite thì những lane được chia rõ ràng trên bản đồ, được gọi là top, middle và bot. Sự nhầm lẫn ở đây vẫn đến từ một số game thủ Việt viết sai chính tả, ví dụ như là LAN hoặc là LAN. Vào những ngày Liên Minh mới được đưa về Việt Nam, một số người chơi Việt rất hay viết nhầm thuật ngữ này. Chaos là từ tiếng Anh được dùng để chỉ sự hỗn loạn, không có thứ tự hay tình trạng lộn xộn. Chaos thường đặt tên cho những nhân vật phản diện có sở thích cải tổ thế giới thành một địa ngục trần gian đầy hỗn mang và cái ác, hoặc chỉ đơn giản là thêm vào trò ngầu. Ví dụ như là Chaos Knight hay là Chaos Dragon, vân vân và vân vân. Những nhân vật có khả năng bộc phá sức mạnh hay là hóa thành hình dạng khác thì cũng được game thủ Việt ưu ái đặt cho biệt hiệu là hóa Chaos. Nhưng mà không đọc là Chaos đâu, họ đọc là Chao. Bảo là do gõ tiếng Việt có dấu đọc sai thì còn hiểu được, nhưng mà nếu như thế thì phải đọc là cháo chứ đúng không? Chao là cái gì? Món chao vịt á. Cho đến nay từ này vẫn được đọc sai một cách rộng rãi, vì một là nó tiện mồm, hai là nó đã trở thành thói quen ở các game thủ Việt. Form là thuật ngữ thông dụng khá lâu đời, thường xuất hiện trong các tựa game nông trại hay thậm chí là các game chiến thuật ở các game MMORPG. Farm cho tiếng Anh có nghĩa là cày cuốc, thu hoạch hoặc chăn nuôi. Khi áp dụng vào thế giới game, farm mang nghĩa đi cày nguyên liệu, cày level, cày vật phẩm, hoặc trong các game MOBA đó chính là cày tiền, cày mạng. Đây cũng là một từ rất đơn giản, thường xuất hiện ở những trang đầu của sách giáo khoa dạy tiếng Anh cho trẻ em. Thế nhưng mà một cách nào đó, một số game thủ Việt vẫn có thể viết sai ngữ pháp từ này, hoặc thậm chí là mưa dầm thấm lâu, gõ sai nhiều quá đọc sai luôn. Những lỗi sai thường gặp nhất đó chính là chát nhầm thành frame hoặc là fram. Fram thì mình một lần nữa nhắm mắt cho qua, vì có khả năng đang căng thẳng nên người ta chát nhanh quá lỗi chữ R lần trước. Nhưng frame là không thể nào bào chữa được rồi. Trông rất là kiểu tiếng Anh nửa mùa như trường hợp thuật ngữ ultimate mình đã bàn lên trên. Damage, thuật ngữ không thể thiếu trong bất cứ dòng game nào mà nhân vật chính phải chiến đấu. Damage để chỉ lượng sát thương nhân vật có thể gây ra hay bị nhận lấy, hoặc để nhắc đến tổn thất mà người chơi phải hứng chịu sau mỗi trận chiến. Đây cũng có thể được coi là chỉ số quan trọng nhất trong một trò chơi. Nó được xem là đại diện cho sức mạnh của một nhân vật mà game thủ điều khiển. Từ cũng không quá dài, chỉ gồm 6 chữ và đọc thành hai âm Damage. Thế nhưng, một bộ phận không hề nhỏ game thủ Việt, hay nói thẳng ra là một phần lớn game thủ Liên Minh Huyền Thoại đã viết tắt từ này thành Dame, đọc là Dam ấy mọi người. Ok thì cũng biết tiện mồm đọc là Dam thật, nhưng không có nghĩa nó viết tắt của từ Dame. Đây là một lần nữa chứng minh như tiếng Anh nửa vời. Các game thủ nước ngoài viết tắt Damage là DMG, còn ngắn gọn hơn với từ một vài thành phần gamers Việt nghĩ ra. Trong từ điển Cambridge, đọc đúng phải là từ Dame cho tiếng Anh để chỉ tức hiệu hay phân biệt địa vị xã hội của một phụ nữ, chứ không phải sát thương gây ra trong một tựa game. Từ này do được quá nhiều người sử dụng, gây hiệu ứng đám đông, hai sai thành một đúng, nên được phổ biến rộng rãi trong một số bộ phận game thủ Việt Nam. Đến cả một vài trang báo mạng cũng định nghĩa sai và cả Google dịch cũng bị ông nào sửa Dame thành sát thương. Và trên đây là video tổng hợp những lỗi sai khi sử dụng thuật ngữ trong game của một số bộ phận game thủ Việt. Toàn bộ nội dung video được tổng hợp từ nhiều nguồn và là ý kiến cá nhân của mình. Nếu có gì sai sót, các bạn comment bên dưới phần bình luận cho mình nhé. Đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách like, share, subscribe cho Game On. Mình là My Bé, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!